Những kẻ vui mừng trước sự hy sinh của ba cảnh sát giao thông, ăn tiền nhiều quá nên bị nghiệp, hay gì thì gì chứ cảnh sát giao thông thì không cần thương tiếc. Đó là hai trong rất nhiều bình luận mất dạy, khiếm nhã và xúc phạm đến vong linh của ba đồng chí cảnh sát giao thông vừa hy sinh. Họ bị quả đồi đổ ập xuống khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ người dân trên đèo Bảo Lộc. Nhìn cái bắt tay của người dân vừa được cứu hộ cứu nạn với anh cảnh sát giao thông, ta cảm nhận được đó là lời cảm ơn rất chân thành. Thế nhưng, trên nhiều diễn đàn xã hội, trước những bài viết về sự hy sinh của ba đồng chí cảnh sát giao thông, ta thấy nhiều người công khai bình luận bày tỏ thái độ không tôn trọng, xúc phạm, thậm chí là căm ghét ngành cảnh sát giao thông. Khi hỏi lý do họ ghét thì họ có nói là vì trong mắt họ lực lượng cảnh sát giao thông có quá nhiều tiêu cực, vòi vĩnh ăn tiền của người vi phạm giao thông và gọi cảnh sát giao thông với những cái tên rất là mỉa mai, thiếu tôn trọng. Theo quan điểm của kênh Dòng Máu Việt, cảnh sát giao thông là một nghề và cũng như bao nhiêu nghề khác trong xã hội, con người trong ngành nghề ấy cũng có người thế này, người thế kia, người tốt, người chưa tốt. Nhưng với lực lượng vũ trang, xã hội đòi hỏi những chuẩn mực khắt khe hơn bởi họ là những người đại diện cho việc hành pháp. Khi xảy ra bất kỳ sự cố nào trên đường thì cảnh sát giao thông là người đầu tiên có mặt. Việc thời gian qua nhiều người ác cảm với cảnh sát giao thông cũng có lý do riêng của họ, nhưng cũng nên công bằng trong cách nhìn nhận, đánh giá về những anh chị cảnh sát giao thông. Trước hết có thể khẳng định, cảnh sát giao thông là một nghề nặng nhọc và nguy hiểm. Vì đặc thù công việc, dù trời mưa hay là trời nắng, khi gặp những tình huống nguy hiểm hay sự cố trên đường, cảnh sát giao thông luôn là những người đầu tiên có mặt. Trong số họ, rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ những người qua đường hoặc bị tai nạn mà không đắn đo suy nghĩ hay mong chờ một ngày được trả ơn. Chắc hẳn người dân Hà Nội vẫn còn nhớ cảnh sát giao thông Thượng tá Lê Đức Đoàn, công dân thủ đô ưu tú, làm nhiệm vụ ở cầu Trương Dương. Ông đã để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp với những người tham gia giao thông, đặc biệt là các tài xế. Khi ông nghỉ hưu, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì hàng ngày đi qua đây không còn nhìn thấy bóng dáng ông giữa dòng người, dòng xe cộ mà vẫn tươi rói nụ cười. Những ngày nắng đổ lửa vừa qua ở Hà Nội, chỉ có ai không đừng được thì mới ra đường. Phần lớn ngồi trong phòng máy lạnh, nhưng các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn miệt mài thi hành công vụ tại các chốt, điểm để điều hành giao thông. Nếu ví dụ đó là bố của bạn, bạn có thấy thương họ không ạ? Nhiều người bức xúc vì bị cảnh sát giao thông xử phạt hay hạch sách, nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân, hãy một lần nhìn lại ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của mình xem đã thực hiện nghiêm túc hay chưa. Ra đường, nếu bạn là người có ý thức tuân thủ pháp luật thì dù cảnh sát giao thông có muốn cũng không dám gây sự với bạn. Nếu như 10 người ra đường mà cả 10 người đều có tự trọng, chấp hành tốt luật lệ giao thông, người vi phạm không còn hành động quay đầu xe bỏ chạy khi thấy cảnh sát giao thông gây nguy hiểm cho người đi đường, thì sẽ không còn hình ảnh cảnh sát giao thông đu bám để bắt xe vi phạm. Cũng có những người so sánh cảnh sát nước mình với các nước khác trên thế giới như là Mỹ, Anh, Pháp. Tôi thấy là ở Mỹ mà bạn chống đối hoặc bỏ chạy hay làm bất cứ hành động gì có thể gây nguy hiểm thì cảnh sát Mỹ họ bắn luôn đấy, chứ không hiền như cảnh sát Việt Nam đâu. Câu đầu tiên của người dân khi bị cảnh sát giao thông ở Việt Nam bắt đó là chuyên đề của anh đâu, hay anh có mang chuyên đề không? Chuyện thường thấy nhất, khi nào có bóng dáng cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông mới có ý thức chấp hành. Còn nhiều khi, đường hơi đông một chút là mạnh ai đường ấy chạy, đèn đỏ vượt ầm ầm, gây nên cảnh hỗn loạn ùn tắc hoặc tai nạn bất ngờ. Có những vụ ùn tắc giao thông hoặc tai nạn trên đường, cảnh sát giao thông vật lộn hàng giờ mới giải tỏa được. Thậm chí, hình ảnh thường thấy, có khi 4-5 chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở một chốt, nhưng nhiều thanh niên vẫn không đội mũ bảo hiểm, thản nhiên vượt đèn đỏ phóng nhanh vượt ẩu. Vào giờ cao điểm, ý thức giao thông của nhiều người còn trở nên tệ hại vì họ biết rằng thời điểm đó, cảnh sát giao thông chỉ tập trung vào nhiệm vụ điều tiết, phân làn để tránh ùn tắc chứ không ai dừng người vi phạm lại để xử phạt. Điều dễ thấy, từ khi đưa hình phạt nguội đối với người lái xe ô tô bằng việc sử dụng hình ảnh từ camera giao thông, ý thức của nhiều lái xe được nâng lên hẳn. Họ bảo, cảnh sát giao thông bắt còn xin được, chứ camera ghi lại hình ảnh thì chỉ có nước phải nộp phạt. Là người tôn trọng pháp luật, có tự trọng, bạn ghét người vi phạm giao thông hay là ghét cảnh sát giao thông? Và mong những người có bình luận khiếm nhã ở đầu video hiểu rằng trời mưa to, đất đai sạt lở, chúng ta đang nằm trong nhà đắp chăn thì các đồng chí cảnh sát giao thông đó ra đường làm nhiệm vụ cứu hộ người dân và hy sinh khi đang làm điều đó ạ.